em phải chào tay, và sau đó thì khi đó muốn chụp hình kiểu nào cũng được hết, còn bây giờ là không nói chuyện, làm việc rõ ràng. Tránh cái chỗ này nha. Anh qua bên kia đi anh. Thằng cũng nghĩ chứ mày. Chưa. Dương. Dương. Hôm nay khóa 6 chúng ta tập hợp về đây để đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do. Và giờ đây để đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ bắt đầu. Mời hai anh. Trước 5 bước. Bước. Sau. Vui. Tay. Chào. Phước. Rồi. Vui. Trước. Bước. Dương. Ý. Dương. Bây giờ ta đang có quyền. Khoan, đứng lại chụp kênh này đã. Rồi rồi, cả đứng lại chụp kênh. Chụp rồi phải không? Ok, chụp rồi. Chụp rồi, chụp rồi, chụp rồi, chụp rồi. Chụp nữa đi. Rồi. Ok, bây giờ như thế này là để tôi nói nha. Bây giờ ở đây chúng ta có một thợ chụp hình sẽ chụp hình chụp khóa chúng ta cho tới khoảng cỡ 9:45. Anh em nào muốn chụp hình riêng từng nhóm hay là tập trung, tùy ý. Đó. Đó. Tùy ý.